Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin nóng Cà phê 24 giờ, kênh thông tin nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể không đơn vị nào dám làm ẩu cao tốc Bắc Nam. Lãnh đạo ngành giao thông khẳng định không có đơn vị nào dám làm ẩu với các dự án cao tốc Bắc Nam vì dự án hoàn thành sau 10 đến 15 năm vẫn phải chịu trách nhiệm. Quốc hội vừa thông qua chủ trương đầu tư 12 dự án cao tốc Bắc Nam dài 729 km triển khai trong giai đoạn năm 2021-2025. Chúng tôi đã phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông, ông Nguyễn Văn Thể xung quanh nội dung này. Bộ Giao thông Vận tải sẽ thực thi nhiệm vụ xây dựng cao tốc được Quốc hội, Chính phủ giao cho như thế nào? 12 dự án cao tốc được đầu tư công vì chúng ta trong giai đoạn phục hồi kinh tế cần phải tăng kết cấu hạ tầng để thúc đẩy các ngành kinh tế khác. Dùng nguồn ngân sách đầu tư sẽ đảm bảo tiến độ hơn là thực hiện các phương thức đầu tư PPP. Chính phủ dồn vốn vào các cao tốc Bắc Nam là trục xương sống của cả nước, quyết tâm hoàn thành năm 2025, sau đó bán quyền thu phí. Nếu thành công thì 15 năm nhà nước sẽ thu hồi được tiền bỏ ra. Tiền đầu tư tóm lại chúng ta cần đầu tư công để vào năm 2025 có con đường đột phá, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Trước đó chính phủ đã báo cáo Quốc hội rằng sẽ tăng 113.000 tỷ đồng. Cho lĩnh vực giao thông, Quốc hội cũng sẽ xác định bố trí cho ngành giao thông vận tải 304.000 tỷ đồng. Như vậy trong nhiệm kỳ ngành giao thông được bố trí khoảng 420.000 tỷ đồng. Mỗi năm chúng tôi phải giải ngân trung bình 80.000 tỷ. Áp lực đối với Bộ Giao thông Vận tải sắp tới là rất lớn. Để thực hiện nhiệm vụ này, chúng tôi đã trình Quốc hội một số cơ chế như chỉ định thầu tư vấn để rút ngắn thủ tục đầu tư các dự án khoảng 3 đến 4 tháng. Cố gắng đầu năm 2023, chúng tôi sẽ có thể khởi động một số đoạn cao tốc vành đai 3 năm xây dựng hoàn thành. Theo kế hoạch năm 2030, cả nước có 5.000 km cao tốc, cho đến năm 2025 có 3.000, hiện nay mới có 1.163 km và 963 km đang triển khai. Ngoài đầu tư công, chúng tôi sẽ nghiên cứu đề xuất huy động nguồn vốn khác để phát triển cao tốc còn lại như vành đai 4 Hà Nội, vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông Nam Bộ để đạt kết quả đề ra. Cụ thể những áp lực, thách thức mà Bộ Giao thông Vận tải sẽ gặp khi thực hiện 12 dự án cao tốc Bắc Nam là gì? Thách thức lớn nhất về vốn, song Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư, công toàn bộ có khả năng khó khăn nhất là được giải quyết. Về vấn đề thứ hai là nguồn vật liệu, rút kinh nghiệm 11 dự án cao tốc giai đoạn 1 năm 2016-2020 bị thiếu nguồn vật liệu chính. Chúng tôi đang tổng điều tra mỏ đất, mỏ cát trên địa bàn các dự án đi qua. Những mỏ đã có trong quy hoạch thì xúc tiến mở ngay để khi có nhà thầu, có nhu cầu đất, có đất. Với những chỗ thiếu đất, chúng tôi phải khảo sát bổ sung. Đồng bằng sông Cửu Long đang rất hiếm đất, chúng tôi điều tra cả những chỗ chưa thể hoàn thành mỏ. Chính phủ sẽ cho phép nhà thầu tự khai thác, vật liệu chỉ đóng vai trò thuế của tài nguyên môi trường, không như hiện nay là mua đất của các đơn vị khác với giá cao. Khó khăn thứ ba là giải phóng mặt bằng, rút kinh nghiệm giai đoạn 1. Sau 2 năm mới được giải phóng 654 km, chúng tôi đặt kế hoạch đến cuối năm 2023 cơ bản có mặt bằng sạch. Sắp tới chính phủ họp với các địa phương để thúc đẩy công tác này. Chúng tôi tin rằng giải phóng mặt bằng cơ bản được giải quyết. Thứ tư là vấn đề rất yếu, nghiêm trọng là cơ bản, là đoạn Cần Thơ xuống Cà Mau. Chúng tôi đã rà soát, có thể gia cố cọc cát tại một số vị trí trong thời gian 1 năm. Phương án khác là đất gia cố xi măng thì giảm 7 đến 8 tháng, còn vị trí đất yếu đặc biệt thì dùng bê tông bản. Giải pháp kỹ thuật xử lý nền đất yếu là do khó khăn song vẫn nằm trong khả năng của bộ. Vấn đề là cuối về chất lượng của nhà thầu, chúng tôi sẽ đưa vào hồ sơ yêu cầu nhà thầu phải có năng lực mạnh, không để các nhà thầu yếu kém tham gia. Khó khăn nhiều nhất giai đoạn 1 năm 2017-2020, vất vả muôn trùng song chúng tôi lực đạt được nhiều thành tích. Cái quý giá nhất của Bộ Giao thông Vận tải hiện nay là cán bộ có tư duy thay đổi, không còn trì trệ trông chờ. Chúng tôi đã chủ động gắn với trách nhiệm người đứng đầu và có các cơ chế rõ ràng. Các đơn vị sẽ thu hồi vốn, cắt vốn, điều chuyển cán bộ nếu để trì trệ kéo dài, thậm chí thay đổi nhân sự từ chủ trương xuống làm phó đơn vị khác để bộ máy làm việc tốt hơn. Chúng tôi xác định chất lượng là hàng đầu từ bài học xương máu và cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi. Trong thời gian qua, lần nào họp tôi cũng đều nêu dự án này. Từ khi đơn vị dự án nhà thầu, tư vấn giám sát đều bị truy tố, đây là bài học cho các cán bộ không đốt cháy giai đoạn. Trước khi kết thúc cuộc họp, chúng tôi nhắc nhở toàn đơn vị, cái gì cho phép rút ngắn được chứ chất lượng thì không được rút ngắn. Từng lớp đường, chất lượng bê tông đều có thể kiểm tra hậu quả được hết. Chúng tôi quyết tâm không làm ẩu để đảm bảo chất lượng công trình, không đánh đổi chất lượng với thời gian. Bộ Giao thông Vận tải tham gia với trách nhiệm rất nặng, rất căng thẳng, cận kề với áp lực, song chúng tôi quyết tâm làm tốt nhất.